Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý vị thân mến, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 tại Nha Trang hiện đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh thực hiện đề tài khoa học xây dựng quy trình nuôi cá chình bông có hiệu quả kinh tế cao tại Tây Ninh. Bây giờ, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến thăm ao cá được chọn làm thí điểm để có những đánh giá bước đầu về đề tài khoa học này. This is the fishpond of Mr Tran Cong Ly, a farmer in Duong Minh Chau District of Tay Ninh Province. When surveying the fishponds of many households, the project team found that the flow of water through the fishpond is quite good, suitable for raising many types of fish. Besides, with the support of the Institute for Aquaculture Research and Farming No. 3 on breeding food and marble eel farming techniques, Mr. Tran Cong Ly has converted his snakehead fish pond to raise marble eel feed before the Lunar New Year 2020. It's known that the project of building process for marble eel fish farming with high economic efficiency in Tay Ninh Province is expected to be implemented for 24 months with a total budget of nearly 1.4 billion Việt Nam đồng, most of which is funded from the scientific budget. Head of the project team is Master Engineer in Aquaculture Farm Việt Nam of the Institute for Aquaculture Research and Farming No. 3. The project team aims to successfully build a suitable commercial farming model of marble eel fishes with higher productivity and economic efficiency than the current ones in Tay Ninh Province, contributing to diversifying new breeding subjects, creating new livelihoods for farmers, in which there are three specific goals: assessing the natural conditions of Tay Ninh Province to see if any form of animal husbandry can be developed, successfully developing processes and models of marble eel breeding in line with the natural conditions of Tay Ninh Province, assessing economic efficiency and the ability of replicating the model. After a period of pilot farming, the first thing to notice is that marble eels can grow well and loss levels so low. According to initial calculations of the implementation team, after 10 to 12 months of farming, the revenue of a model with an area of 60 square meter will probably reach about 144 million Việt Nam đồng. The profit margin can reach over 24% per crop, many times higher than the profit rate of the bank. Đề tài đã được sự cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh đặt hàng, thì Sở Khoa học Công nghệ quản lý, thì Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 chúng tôi là đơn vị triển khai cái đề tài này tại Tây Ninh. Thì bước đầu trong quá trình triển khai thì được sự quan tâm của lãnh đạo ban ngành địa phương, các đơn vị phối hợp mà hộ dân trên địa bàn, thì chúng tôi thuận lợi trong công tác lựa chọn địa điểm để triển khai. Thì trong quá trình kiểm tra thì chúng tôi đánh giá điều kiện tự nhiên của Tây Ninh là khá phù hợp với đối tượng nuôi cá trình bông tại địa phương mình. Thì sau 2 tháng thả nuôi thì bước đầu chúng tôi với kích cỡ giống ban đầu là chúng tôi bố trí là 50 gram một con, tức là 20 con 1 kg. Thì bước đầu sau khi 2 tháng thả nuôi tại điểm nuôi lồng trong ao thì với hệ thống nước chảy thì chúng tôi nhận thấy là cá sinh trưởng tốt, nhanh lớn, đồng đều về kích cỡ. Đấy. Thì chúng tôi sẽ đang tiếp tục theo dõi để đánh giá. Hiện tại đến giờ sau 2 tháng thả nuôi thì chúng tôi chưa thấy có hiện tượng về hao hụt, chưa thấy hiện tượng về bệnh xảy ra trên cá. Thì dự kiến chúng tôi nuôi trong 12 tháng, 10 đến 12 tháng. Khi nào mà cá kích cỡ đạt từ 0,8 đến 1 kg thì chúng tôi sẽ cho dân thu tỉa và đánh giá lại một lần nữa về cái triển khai quy trình để xây dựng mô hình nuôi cá tại cái trình bông tại Tây Ninh. According to the Institute for Aquaculture Research and Farming No. 3, the researches on eels were done very early in some countries around the world, such as Japan, China, South Korea, etc. Especially Japan has proposed complete reproduction and breeding techniques for marble eels, and the country's eel farming is very developed. And this is an adult eel, which is yellow with a greenish brown to black marbling on its back and a white belly. While the young eels are grayish to yellow, compared with other fish species,
The growth rate of marble eels is determined to be lower than many other species, but compared to other related species, the marble eels have an outstanding growth rate. It can reach a length of 2 meters for male eels and 1.5 meters for female eels, and their weight can reach over 20 kilograms. Therefore, the marble eel is also known as the giant myrtle eel. In terms of economic prospects, in some Asian countries, including China, marble eel is considered as a valuable specialty, so its commercial price is definitely of high economic value. The market price of marble eels is 3 to 6 times higher than other kinds of eels. However, marble eels grow slower than Japanese and European eels. Since 2003, some households of rock-based fish farming in southern provinces, such as Ho Chi Minh City, Đồng Nai, An Giang, Cà Mau, and Bạc Liêu, have developed the model of pond and cage for marble eel fishes. In 2010, Cà Mau and neighboring provinces had more than 700 hectares of eel fish culture boards, but most of them use trout fish, which are available locally as food source. There is no other place to raise eel with processed food, and the results of this fish farming have not been summarized yet. From that point on, the institute recognized that it's necessary to make a new breakthrough in selecting and a technology process for new breeding subjects in order to improve the competitiveness of agriculture and aquatic goods, enhance the quality of human resources, helping households that are raising low-value fish species in freshwater ponds convert to high-value fish culture. Chúng tôi đã triển khai nhiều các cái đề tài cá trình tại Tây Nguyên như là Lâm Đồng, rồi và đây này là Tây Ninh, rồi một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi đã chuyển giao những cái công nghệ nhỏ cho các trung tâm khuyến nông, các chi cục. Bước đầu thì nó mang lại hiệu quả rất là tốt. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tại Tây Ninh để có những cái kết quả đánh giá về đối tượng này nuôi tại Tây Ninh khi môi trường điều kiện tại Tây Ninh rất là phù hợp. Đã có chúng viện chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các chương trình cấp bộ, cấp nhà nước về nuôi ương nuôi cá trình từ giai đoạn giống trắng lên giống cấp 1, giống cấp 2 và nuôi lên thương phẩm. Rồi cũng đã đang thực hiện những cái thử nghiệm về thức ăn công nghiệp cho cá trình. Thì chúng tôi đang chờ những cái kết quả về thức ăn công nghiệp cho cá trình, bước đầu cũng rất là hiệu quả. Đấy. It will take time to fully assess the economic efficiency and whether the process is optimal for eel culture. Mr. Tran Cong Ly, the pond owner, is an experienced fish farmer. He has repeatedly changed the structure of farming on 3 hectares of water surface. Being an active and productive farmer, Mr. Lee has been actively participating in the experimental process of eel culture for his own benefits as well as that of the fishery industry. Initially, he saw positive prospects. Anh Nam đề nghị thấy cũng hợp lý, mình mới lấy nuôi thử thử nghiệm lần thứ hai đó làm sao. Thì nói chung là nuôi thấy cũng hiệu quả được. Cá trình thì nước đồ này kia nó đầy đủ, thức ăn đầy đủ thì thấy nó cũng dễ chứ không khó. Thì cũng có hỏi trao đổi với lại anh Nam với lại một số người ở bên ngoài đó, thì giá nó cao. Currently, the project team is trying to build 2 commercial farming modules of marble eels using floating cages in earthen ponds and raising in soil ditches with running water system. The standard stocking density of fish is 5 fish per square meter. Farmers must feed dawn time from 6 to 7 a.m. and from 16 to 19 p.m. The fish grow gradually, so every 10 days we have to increase the amount of food. Depending on the weather, the specific period we adjust the food accordingly. Fish often feed strongly on sunny, windy days and feed less on cloudy and rainy days, etc. The advantages of the modules of breeding marble eels using floating cages in earthen ponds and raising in soil ditches with running water sources are cost-saving, fast-growing fishes, easy to prevent and treat diseases, easy to classify fish size and well-controlled amount of fish. Currently, countries in the world, including advanced countries of aquatic and agricultural industries, have not yet to produce artificial eels
100% of the marble eels used for farming currently now have two main sources from the nature. But the good news for farmers is that the Institute for Aquaculture Research and Farming No. 3 in Nha Trang has proactively domesticated nurse marble eel from bright to fingerlings of various size of high quality and stability, and has been exported to many places throughout the country to serve eel farming. For many years, marble eel has a stable price of over 500,000 Vietnam dong per kilogram. Therefore, if the marble eel farming process is successful, this will be a great prospect for the aquaculture industry in Tay Ninh Province. Quý khán giả thân mến, khi mẻ cá chình bông tại ao nhà ông Trần Công Lý được thu hoạch, chúng tôi sẽ quay trở lại để ghi nhận những đánh giá tổng kết của ngành nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ về đề tài xây dựng quy trình nuôi cá chình bông ở Tây Ninh. Còn bây giờ, chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.